Thời điểm thập niên 1990, công chúng không ai không biết về Mưa Bụi. Đây là nơi ươm mầm đưa hàng loạt nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long hay Đình Văn, nghệ sĩ ưu tú Tài Linh đều xuất thân từ cái nôi này. Khi đó, ca sĩ Tài Linh được mệnh danh là nữ hoàng bằng đĩa, trở thành hiện tượng của làng tân nhạc, được rất nhiều người hâm mộ. Có ý kiến cho rằng cô có đóng góp lớn trong việc thay đổi diện mạo thị trường âm nhạc Việt Nam ngày đó. Trên sân khấu, Tài Linh được biết đến như người tình của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long hay nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nói về người đồng nghiệp thân thiết, Kim Tử Long từng nhận xét: đến sân khấu phim trường, chị Tài Linh chỉ tập trung vào công việc, chưa từng bàn tán về đồng nghiệp hay cuộc sống của ai. Mọi người nằm đất, chị ấy cũng nằm đất. Trong thời gian dài làm việc chung, Kim Tử Long ấn tượng với thái độ chuyên nghiệp, sự tí tính trong nghệ thuật của Tài Linh. Cũng vì thế mà anh càng yêu mến đối phương nhiều hơn. Năm 2014, khi tên tuổi vẫn đang làm mưa làm gió trong làng giải trí, Tài Linh bất ngờ bỏ dở để sang Mỹ định cư với chồng con. Ngày đó, Kim Tử Long không khỏi tiếc nuối nhưng vẫn tin vào lựa chọn của đàn chị. Sang Mỹ, chị ấy có thể gác lại sự nghiệp nhưng lại mở ra nhiều cơ hội cho con cái. Sau 3 năm đến Mỹ, Tài Linh đi làm neo thuê. Biết chuyện này, Kim Tử Long vội vàng giải thích rằng đó chỉ là công việc làm thêm, về sau đàn chị đã tử mợ tiềm neo riêng, có cuộc sống ổn định hơn. Dù vậy, việc một nữ nghệ sĩ hàng đầu giờ đây sống thầm lặng ở xứ người khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Được biết, nghệ sĩ ưu tú Tài Linh đang quán xuyến một tiệm neo, thỉnh thoảng vẫn nhận show đi diễn. Trong khi đó, chồng cô thì làm việc tại một công ty. Cuộc sống của họ rất đỗi bình thường như nhiều gia đình khác. Tâm sự về sự thay đổi sau khi kết hôn và đến Mỹ, nữ hoàng Mưa Bụi cho biết mình tách bạch rõ ràng giữa sân khấu và cuộc đời. Khi không còn là nghệ sĩ, Tài Linh chỉ hướng đến sự bình yên cho gia đình. Không đi hát thì cô vẫn làm tròn trách nhiệm một người vợ, người mẹ, làm đủ những công việc nội trợ trong nhà như những người phụ nữ khác. Nữ nghệ sĩ khẳng định, tôi hài lòng với những gì mình có.